Rồi, giờ sao anh? Tính sao vậy anh? Bây giờ không có tính sao, bây giờ chỉ có lấy con đoàn cho anh thôi. Trong tuần sau, hôm nay chủ nhật. Sang tuần sau em phải lấy con đoàn về cho anh. Nếu không lấy con đoàn về cho anh là lúc đấy là anh không có điện, không nói chuyện với em đâu nhá. Tình nghĩa anh em lúc đấy là không chắc bền lâu đâu. Nên là phải lấy con đoàn về. Cái gì nó phải ra cái đấy chứ. Chứ tại vì anh sẵn sàng là lúc mà anh thua là anh đưa quân đoàn cho em với cô Bin cầm. Bây giờ vấn đề lúc anh thắng là lại không thấy quân đoàn đâu, hay là anh khá là bực mình đấy, đụng cái lòng tự ái rồi đấy. Ok anh em, thì ngày hôm nay thì Việt Thắng sẽ điện cho Lê Bình để hỏi xem về việc là quân đoàn của mình đâu rồi. Vì hiện tại bây giờ là đến ngày hôm nay đến 2 tuần rồi, tôi chưa thấy thằng Bình nó nói gì về quân đoàn. Mấy ngày nay nó mất tích, nó thấy nó ít nhắn tin cho tôi lắm anh em. Mấy ngày nay là nó mất hút luôn, và tôi không có thấy nó bảo gì quân đoàn có đủ với tôi đâu cả, cả Kubin nữa không thấy đâu. Dạ rồi. Mà rõ ràng là tôi lấy quân đoàn là từ 2 tuần trước rồi, bây giờ tôi đang cực kỳ là bực mình và chưa thấy quân đoàn về để tôi cho anh em vào và để gọi là cho anh em vô, anh em bắn hay anh em chơi, anh em muốn vào quân đoàn. Nhưng bây giờ vấn đề là không thấy quân đoàn đâu cả. Bây giờ tôi sẽ anh em cùng tôi để điện cho thằng Bình xem là quân đoàn Lê Bình nó lấy về chưa. Bây giờ tôi sẽ bảo nó chuyển lại cho tôi để tôi còn ấy chứ, bây giờ 2 tuần rồi. Khẩn trương. Và tính cả cái thời điểm là từ lúc tôi đưa quân đoàn cho Kubin đến bây giờ là đâu đó là cả gần 1 tháng nữa các bạn, và tôi đang không thấy quân đoàn của tôi đâu. Tôi điện cho thằng Bình cái. Alo Bình ơi. Alo Giang ơi, em nghe này. Đang làm gì đấy, live stream à? Đâu em đang bị vô leo găng anh ơi. Ơi thế lấy quân đoàn về chưa, lấy quân đoàn từ cái con bé kia về chưa? Quân đoàn gì anh? Chơi búa mà nha. Quân đoàn của anh còn gì nữa, bây giờ cái quân đoàn này của anh thế này, cái quân đoàn này anh mới lập ra này, bây giờ anh lập quân đoàn ra nhưng mà anh lười tuyển quá, anh mới có đúng có 1 thành viên này, có mỗi thằng tên là Huy LMT này. Mà bây giờ vấn đề là cái quân đoàn kia anh lấy về được rồi, bây giờ anh không, anh còn chưa được cầm, anh đang mất hết động lực để phát triển quân đoàn đấy. Bây giờ túm lại là em lấy quân đoàn về chưa? Anh có biết quân đoàn gì đâu anh ơi, anh có điện lộn số anh ơi. Ê này ơi, anh không đùa đâu, bây giờ là mày lấy quân đoàn về chưa, lấy quân đoàn về cho anh chưa? Anh nói thật lòng chứ em cũng khổ lắm mà nè, em đòi cho nó quà mà nó không trả anh ơi. Thế nó không trả, em phải đòi nó bằng được chứ. Bây giờ vấn đề là Cubin lấy của nó bao nhiêu kim cương rồi? Thì nó thì theo em nói lần trước là nhỏ đó cho 10.000 kim cương của pin thì với rồi em nói là giờ em cho nó 50.000 kim cương để chuộc lại quân đoàn, nó không chịu luôn anh. Cày thế. Giờ nó không trả Ơ cái con đấy nó bị sao ấy? Bây giờ nó đưa 10 kim cương mà được trả lại 50.000, nó lãi 40.000 rồi, còn nó cầm cái quân đoàn làm gì? Bây giờ vấn đề. Hôm bữa em nói nó là nó còn lãi thêm em, nó là như là em cho em luôn á, nó là còn hèm nữa, nó còn hèm em nữa. Vấn đề bây giờ nhá là kể cả quân đoàn đấy bây giờ thích thì anh bảo anh em out hết ra anh lập quân đoàn mới được, nhưng vấn đề là nó có nhiều kỷ niệm với cả cái điểm danh dự, anh không muốn để anh em phải cày lại từ đầu, nên là cái con đấy nó phải 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 biết điều, nó phải trả quân đoàn chứ, nó vạ vẩn như thế nó không được. Đúng, bực thực sự luôn đấy. đúng anh, mà giờ nó không trả thì sao giờ anh, giờ nó không Trời. trả rồi thôi. Hay là giờ anh em mình vô vô game rồi bạn tiếp lên đây. Anh tạo phòng ấy bực mình ghê ta. Ok, Anh ơi, ở đâu? đây anh mời vào phòng này. Tao nó lại không trả quân đoàn bực. Bây giờ các bạn ấy cũng muốn vào quân đoàn để chơi giao lưu với anh em. Bây giờ nếu anh bây giờ một phải chốt luôn là nó có trả không, hai là nó không trả. Em qua bên này đi, anh cho người ta vào. Bây giờ chốt luôn là nó có trả hay không. Đấy, nếu nó không trả thì anh còn lập quân đoàn mới. Bây giờ cả quân đoàn của anh rồi, bao nhiêu cái anh em cày kéo rồi, anh em gắn bó, bây giờ nó không trả quân đoàn thì vỡ mồm em. Giờ giờ mấy bữa nay là em nhắn tin em đòi chuột quá trời luôn, em nói là em cho nó tiền nó cũng lấy, nó giờ nó cần quân đoàn thôi anh. Giờ chỉ cần cần quân đoàn. Dạ. Con cười thực sự, con này bị hâm mà. Thế bây giờ em phải bây giờ một là em nói chuyện với nó đi, không em lấy về cho anh, không thì để anh nói chuyện, còn không đây có phải trò đùa đâu. Có bị nhọt với mày đấy à? Bây giờ em tính em 2 tháng rồi. À đâu, 1 tháng rồi, cũng phải gần 2 tháng rồi mà nó chưa đưa quân đoàn về cho, chưa 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 chuyển quân đoàn về cho anh. Bây giờ anh để thời gian nó trôi lâu như thế thì lúc mấy nữa thì anh còn chả biết quân đoàn của anh quân đoàn nào. Em cũng đâu muốn đâu anh, tại giờ anh đòi nó mà nó giờ nó không chịu rồi nè. Bây giờ Cái thằng tin Bin nó còn liên lạc với con đấy không? hình như còn anh, em cũng không biết nữa. Đấy, tại vì bữa em nhắn tin rồi, bữa rủ em rủ vô chơi game kiểu rồi rồi em xin cái kiểu rồi em đòi chuột.
quá trời luôn mà nó không chịu. Trời ơi. First blood. Giờ bữa em đòi em chủ nó quá trời, nó cộng hèn mà. Giờ nó hèn nó chỉ cộng đòn chứ nó không cần mấy ấy luôn á. Nói chung là cái này là cái việc ảnh hưởng cả đến công việc nữa nên là em phải lấy về cho anh, nhưng mà không phải là để chỉ để Cubin nghịch. Bữa vừa rồi thì mình solo giao lưu, bây giờ thắng ví dụ kiểu anh thua anh đưa con đoàn cho, bây giờ anh thắng là phải trả con đoàn cho anh chứ có phải là trò đùa đâu mà. Chuẩn luôn. Và Cubin đưa cho nó cầm mãi cầm miết thì chả thấy trả gì cả. Để em tâm tiếc anh nói chuyện với nó. Em bảo Cubin nói chuyện với nó nhưng mà nói chuyện bình thường thôi, cũng không cần phải cáu gắt chửi nó đâu, tại vì tầm này nếu mà nó không hiểu chuyện thì có chửi nó cũng chả được cái gì cả. Đúng. Mà giờ tầm này Cubin nó xin lắm rồi đó anh, tại Cubin nó biết nói gì chứ, nó chơi game chung với nhỏ đó thì nó nói chuyện cái gì, nói chuyện với hai đứa chơi game chung nhau thôi, còn cái chuyện này là công việc kiểu như là quân đoàn phải nói chuyện với kiểu khác này. Bực mình ghê luôn con này. Ơi trời, anh có giận em không? Anh chỉ có ảnh hưởng bây giờ không có quân đoàn để mà để cho anh em tuyển anh em vào thôi. Bây giờ em xem đến cả tuần nay rồi các bạn cứ hỏi quân đoàn mãi thôi. Em cũng biết nhưng mà mày có đi đòi cho anh hay không đấy? Anh thấy mày đòi có mỗi hôm rồi. Đâu em đòi thì mình nhắn mà, mình nhắn ngày nào cũng nhắn, xin nó đòi lại quân đoàn chứ. Nhớ là phải đòi về nhá, không phải cho đùa đâu. Bây giờ tại mà. Vì cái quân đoàn này là tất cả anh em hội chơi tử chiến, hội one shot trên livestream của anh của em, tất cả anh em từ trước giờ chơi với nhau là đều chỉ muốn là bắn rồi vào quân đoàn để chơi để giao lưu mọi người. Bây giờ để cho cái con kia nó cầm như thế rồi mốt thì anh em lấy cái gì để vào, bây giờ lập quân đoàn mới thì nó cũng không hay. Đéo hiểu kiểu gì ấy. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Bây giờ kể lâu lắm mà. Bây giờ cái nhiệm vụ của em là phải lấy lại quân đoàn cho anh đấy. Này mấy ơi, nhưng mà cái con này nó lì quá nè, em cứ nhắn đòi em chuột, nó rạch nó cứ như em chuột bất cứ mọi cách mà nó không chịu trả nè, nó cứ đòi là giữ quân đoàn thôi. Đây mấy nồi. Cái con này nó có gần nhà không đấy? Không, nó đâu, trên Sài Gòn thôi này. Trời ơi, bây giờ giao quân đoàn cho rồi. Mà bây giờ trách thằng Cubin cũng được, nó trẻ con các bạn, thằng Cubin nó cũng trẻ con thôi. Bây giờ tôi thì nó biết gì đâu, anh nó chơi game gì đó rồi nó xin cầm quân đoàn cho kim cương của bên cho luôn. Mẹ cũng chả hiểu luôn, kim cương em có hiếu đâu mà sao nó không xin em mà nó đi lấy cho nó chạy nó. Không hiểu hay là con kia được đứa nào nó cử vào mục đích nó lấy bố quân đoàn của anh, em cũng không rõ. Chứ đứa nào nó rảnh thì nó bỏ 10.000 kim cương ra để lấy quân đoàn làm gì em cũng không rõ, tại vì em cũng biến chơi game xong cái bữa tới cái ngày mà em trả quân đội cho anh đó, cái ngày mà anh em mình hẹn đến trả quân đội cho anh đó, cái hai tuần rồi đấy, từ ngày đấy đến giờ là anh tính là anh chỉ tính gọi là sơ sơ chỗ anh em, anh không có đếm kỹ đâu, là sơ sơ là hai tuần đấy, mà bây giờ là hôm nay anh không điện là mày cũng lại lặn mất tam một tuần nay, mày lặn đi đâu? Thì mấy nay em đi chuột nó đó anh, em đi chuột đòn nó đó. Chuột cái gì? Chuột thì phải bảo anh một câu chứ, mấy ngày nay anh có thấy mày ý ớ gì đâu. Mấy ngày nay mà mày toàn đi đâu ấy. Trời, mấy nay em đi tập luyện, vẫn đi cày găng đồ nè anh. Em vừa đeo găng vừa chuột đòn mà, chứ em đâu phải học chuột đâu anh. Tết chứ. Bên kia hai thằng nó sợ quá, còn có thằng đi đâu rồi? Nắp ca luôn rồi. First blood. Đâu nó còn căng đúng không? Anh em mình vẫn căng quá. Đây rồi, thằng này nó 1-2 em ơi. Rồi, giờ sao anh? Tính sao vậy anh? Bây giờ không có tính sao, bây giờ chỉ có lấy con đoàn cho anh thôi. Trong tuần sau hôm nay chủ nhật. Sau tuần sau em phải lấy con đoàn về cho anh. Nếu không lấy con đoàn về cho anh là lúc đấy là anh không có điện, không nói chuyện với em đâu nhá. Tình nghĩa anh em lúc đấy là không chắc bền lâu đâu. Em là phải lấy con đoàn về, cái gì nó phải ra cái đấy chứ. Chứ tại vì anh sẵn sàng là lúc mà anh thua là anh đưa quân đoàn cho em với Cubin cầm. Bây giờ vấn đề lúc anh thắng là lại không thấy quân đoàn đâu, hay là anh khá là bực mình đấy. Đụng cái lòng tự ái rồi đấy. Tính anh trước giờ em thừa biết tính anh là sòng phẳng đúng không? Làm cái gì tính anh là cũng rất là sòng phẳng đúng không? Nhưng mà cái câu chuyện rằng là khi mà anh đã sòng phẳng rồi thì bọn em phải sòng phẳng với anh, để phải lấy quân đoàn về cho anh. Để em gán trong thời gian ngắn nhất lấy quân đoàn cho.
em phải lấy về bằng được chứ. Chứ bây giờ nó là cả bao nhiêu công sức của anh, em phải biết trân trọng. Bây giờ em là em của anh, bây giờ em cái gì mà bây giờ anh làm ra như thế thì em phải coi nó như kiểu là của em, em phải biết trân trọng để em lấy về, chứ không phải là chỉ đơn giản là em để cho nó cầm như thế rồi cho qua đi. Nhưng bây giờ ví dụ mà hôm nay anh không điện thì bao giờ em điện cho anh? Em đang cái phụng nó bao giờ em lấy được. Ví dụ mà em không lấy được, giống như kiểu là mình nợ ấy, mà mình không trả được thì mình cũng phải thông báo, phải bảo cho anh yên tâm chứ. Anh biết lối đấy, một là anh để anh tuyển thêm các bạn vào quân đoàn, rồi khi nào mà xong anh cho các bạn vào lại quân đoàn cũ. Hai là anh lập quân đoàn mới, anh bảo cả team qua quân đoàn mới luôn là xong. Bây giờ câu chuyện là không bảo gì với anh cả, anh không có hướng giải quyết. Lần sau là em cứ làm gì em phải bảo anh nhá. Dạ. Em định giải quyết xong rồi em đưa ông đòi cho anh luôn chứ. Mà cay quá rồi nè, cứ đòi nó chuột cái này chuột hết cái kia, nó cũng không chịu trả. Double kill. Con này nó lớn tuổi chưa? Bao tuổi rồi? Nó như lớn em tầm mấy tuổi à? Tầm 24, 25 á. Mà em có quen nó không hay chỉ Cubin quen thôi? Cubin, nó chơi game chung với Cubin rồi. Em biết nó là nhờ Cubin đúc rút á. Em đòi quân đoàn nó chứ em đâu có quen nó từ trước đâu. Cái quân đoàn thì nó có cái gì đâu, nhưng quan trọng là giống như kiểu là chuyển cái nhà thôi. Nhưng bây giờ chuyển đi nó mệt mỏi thực sự. Em biết là vậy mà kiểu quân đoàn đó anh em mình gây dựng mà anh vô quân đoàn nhiều quá trời, gây dựng quá trời. Anh thì anh cũng chả có gọi là nghiện game hay ảo game đâu, nhưng mà cái gì nó ra cái đấy. Ví dụ anh đã bảo đưa cho em cái gì là anh đưa, kể cả là anh chơi anh có bảo cho bọn em tiền như nào anh đều cho đấy. Nhưng mà cái gì mà lúc mà anh ấy thì phải đúng với anh. Bây giờ hai thằng này thành hai con boss à? Trời ơi. Rồi. Thế bây giờ nhá, nhớ nhá. Hôm nay là chủ nhật nhá, sang tuần em nhớ em phải liên hệ em đòi quân đoàn về nhá Bình nhá. Dạ dạ dạ. Chứ đừng để lâu la nhá, chứ để anh có hướng giải quyết anh làm cái quân đoàn mới hay như thế nào. Còn đến ngày hôm nay đến tận 2 tuần thì tự dưng bây giờ anh em mình lại phải đi nói như thế này. Em phải chủ động em liên hệ với nó cho anh. Dạ dạ em biết ạ. Thế túm lại là sang tuần sau là có chắc chắn là lấy về được không? Để em kém hết sức à. Rồi, nhớ nói chuyện với điện cho người ta cẩn thận nhá. Dạ dạ. Nói chung là anh ấy không muốn dùng mấy cái việc mà hack khủng các bạn bảo hack để lấy về, nhưng vấn đề mình chả cần phải làm như thế. Đấy là cái điều anh không muốn, anh chỉ muốn rằng là mình, họ lấy cầm như nào thì mình lấy về như thế thôi. Còn cùng lắm là Cubin đã cầm tiền của người ta rồi thì em trả tiền cho người ta là xong, hoặc là mình trả hơn đi. Thế là xong nhá. Ở lần sau rút kinh nghiệm. Dạ. Thế thôi em nhá. Dạ dạ ok. Ok em. Ôi trời ơi mọi người ơi. Tức thế nhở, sao có khi nó không trả quân đoàn ta. Thôi thì tôi không có muốn nặng lời đâu các bạn, nhưng mà vấn đề là cái gì ra cái đấy. Ví dụ như kiểu là lúc mà tôi đưa quân đoàn cho Cubin hay Lê Bình đấy cầm là tôi thoải mái luôn, coi như là đưa thích làm gì làm. Nhưng mà vấn đề là cầm cái gì của chú rồi thì phải đảm bảo rằng là nó phải không bị thế này bị thế kia. Sau đó thì phải đúng hẹn. Còn tôi định trả tiếc thì quân đoàn đâu, nhưng mà tôi muốn cho kiểu Lê Bình nó cũng giải quyết với con kia cho nó xong luôn đi, chứ không để lâu la rồi quanh quanh 1-2 tháng nữa tôi cũng chả biết như thế nào là quân đoàn mới hay không là quân đoàn mới. Thì mong là nó đòi về luôn để cho nó xong các bạn. Ok mọi người. Và mình kết thúc clip này đây nha. Ok mọi người nha. Bye bye mọi người.